này thiện hiện đại bồ tát ấy chẳng có khả năng hiểu rõ hành tướng của uẩn ma chẳng có khả năng hiểu rõ hành tướng của tử ma chẳng có khả năng hiểu rõ hành tướng của thiên ma chẳng có khả năng hiểu rõ hành tướng của phiền não ma do nhân duyên này tạo điều kiện thuận tiện cho ma này thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng hiểu rõ sắc, chẳng hiểu rõ thọ tưởng hành thức, chẳng hiểu rõ nhãn xứ, chẳng hiểu rõ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng hiểu rõ sắc xứ, chẳng hiểu rõ thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng hiểu rõ nhãn giới, chẳng hiểu rõ nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, chẳng hiểu rõ sắc giới, chẳng hiểu rõ thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng hiểu rõ nhãn thức giới, chẳng hiểu rõ nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, chẳng hiểu rõ nhãn xúc, chẳng hiểu rõ nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng hiểu rõ các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng hiểu rõ các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng hiểu rõ địa giới, chẳng hiểu rõ thủy hỏa phong không thức giới, chẳng hiểu rõ vô minh, chẳng hiểu rõ hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử chẳng hiểu rõ bố thí ba la mật đa chẳng hiểu rõ tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng hiểu rõ pháp không nội chẳng hiểu rõ pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh.